Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn. Hôm nay lễ 2 tháng 9, em đang có mặt ở vườn mai Thanh Phạm ở quận 12, là một vườn mai rất là nổi tiếng và đẳng cấp trong giới chơi mai ghép và cả mai zin luôn anh chị. Đây là đường Thạnh Lộc 17. Thì hôm nay em đến thăm vườn và tìm hiểu cái cách chăm sóc mai trong thời điểm này như thế nào, anh chị mình cùng theo dõi nha. Đây là quang cảnh ở đầu vườn. Chào anh Thanh nha. Chào em Hồng. Dạ. Chào em bên kênh YouTube Chợ Sài Gòn. Dạ. Xin chào anh. Chào cô chú, chào anh chị em yêu mai tất cả cả nước. Trời ơi, lâu lắm rồi, bữa nay em mới có dịp gặp anh Thanh đó. Anh Thanh ơi, bữa trước hồi đầu năm Tết á, là em có đi quay ở công viên Gia Định mà hình như em thấy chữ Thanh Phạm lớn lắm ngay chỗ đó. Mặt tiền Tết năm nào là mình cũng ở đó ha anh? Đúng rồi, thường thường là khoảng 21 Tết cho tới ngày 30 Tết, sáng 30 Tết là mình hay ngay dưới chỗ với cái dốc cầu cầu vượt của ngã năm, ngay cầu vượt ngã năm công viên Gia Định á. Là ở khu đó mà em vẫn còn nhớ rất là ấn tượng về cái vườn của anh, bởi vì cái đợt trước lúc mà em xuống quay vườn chú Sáu Bình Dương mà ở khu Tết ở đó đó anh. Là có nghía ngang qua bên anh là thấy có một cái gốc ở đâu, lúc đó là em đi ngang thấy có một gốc hình thú đẹp dữ lắm nha. Gốc hình thú hả em? Dạ. Là mà em đi vô đây mà khán giả đi vô đây. Ở đây là anh có mấy khu anh? Mình chia ra làm 3 khu. Bên đây là mai vàng và mai đất thôi của mình, mai zin. Dạ. Còn ở đằng sau là giống siêu bông Sài Gòn. Ở phía bên đó còn nữa ha anh? Còn. Là ở phía sau căn nhà này của mình phải không? Đúng rồi. Đây là vườn của mình, ở đây là được rộng được khoảng bao nhiêu anh? Nó tầm khoảng hơn 2.000 mét vuông. Hơn 2.000 mét vuông. Rồi bây giờ chúng ta cùng phải vào tìm hiểu vườn mai Thanh Phạm nha. Cô chú anh chị các bạn. Anh đi trước đi anh Thanh. Để em quay cho mọi người xem vườn này. Ở đây anh cũng chơi nhiều cây công trình của anh. Ở đây thì anh làm vừa cây mai vàng và những cái cây bonsai của cây công trình cũng có, còn những cây bonsai kia nữa. Ủa anh Thanh là huấn luyện viên tập tạ hả anh? Không, anh chỉ giờ kia nữa là chơi kia nữa. Sao kia nữa chỉ giải trí thôi. Giải trí ha, giải trí mà y như là thể hình là khiên mai thôi hết bài luôn. Cây này đang chăm ha anh, hay thấy đang thả là chưa? Cái đó là mình đang đưa vô trong nhà để mà chuẩn bị vô kẽm để sửa cái phơm tàn đó. Hiện tại ở vườn anh là khoảng bao nhiêu cây, anh có tổng kết được không? Nó tầm khoảng, nếu mà lớn nó tầm khoảng 200 gốc mai lớn, còn nhỏ thì nó cỡ 100 gốc mai nhỏ. Ở phía sau anh có một cây khế nữa nè anh chị. Cây khế bonsai đại luôn ha, cây bài. Bên này, ở này là sao mình để cái vàng ở trên là lý do gì vậy anh? Mình đang tạo dáng cho nó đó, tại cái giống mai này thì nó giống như nó hơi bị rũ giống mai liễu đó, rồi mình đang tạo dáng cho nó, mình giữ lại kia nọ cái phơm tàn của nó lại đó. Ủa, của anh có mai liễu không? Có mai liễu. Có mai liễu của anh ở đâu? Đây, bên đây. Ồ, để qua đây cái thử cái em sẽ quay tiếp anh chị mình đón xem nha. Anh Thanh biết cái tên gì chưa? Tên gì em? Bữa nay ở trên cộng đồng mạng á, đang hot về cái mai liễu á. Đây cái mai liễu đây. Ủa vậy hả? Em thấy cái tựa của nó ra rất là dài, nhưng mà nó lại không có cứng cáp giống như những cái cây mai khác, mà nó sẽ rủ xuống. Nhưng mà khi nó nở hoa thì nó cái hoa của nó rất là đẹp và rất là nhiều cánh và rất là to, và nó giống như một cái đuôi của con chồn vậy đó. Vậy mới đầu em tưởng đây chỉ là cây mai bình thường, vậy là cây mai liễu luôn ha anh. Cái nguồn gốc cái cây này là ở đâu lận anh? Ở miền Tây. Nó ở Trà Vinh. Mình đem về lâu chưa cây mai liễu này anh? Nó khoảng được 2 năm rồi. Cây này, cây mai liễu không biết nó có thơm không anh? Không, nó cái giống mai mà mai đất thì cây nào cũng thơm hết á. Cái này là giống mai zin. Liễu nó rụ rụ xuống nè, mở ra dài nè. Cái đuôi của nó khi mà nó nở nó sẽ giống như cái hoa của nó giống như là cái đuôi của con chồn vậy đó.
mình có hình có gì để mình kia gửi, để kia em gửi lên cho khán giả xem. Đây anh chị xem thử coi phải ra trên mạng mà đang hot cái vụ này không nè. Mới đầu mà nhìn ra xa tưởng cái cây mà đi hình mũi tên là cây máy yếu chứ anh. Bạn thấy cái tượng của nó rất là dài không? Và nó đeo bông rất là đẹp luôn. Ồ, độc lạ vậy ta. Cái này chắc hẹn khán giả để mà tới Tết năm nay đi sẽ kia nhờ em vô quay để khán giả xem cái cây này nó ra hoa như thế nào. Trời ơi anh chị thấy chưa gì thấy mở màn thấy hấp dẫn quá anh chị ơi. Những cây mai khổng lồ ha, để chút xíu nữa mình sẽ tham quan lại cái khúc này. Bây giờ mình đi vô trong kia tiếp anh. Ok anh Thanh ơi. Rồi ở đây có cây quý chú sữa bonsai nữa nè, phải không anh? Đúng rồi, cái cây này cây nhỏ. Ở đây thì đa dạng cây lắm. Cây này có bán không anh? Có em. Cây này chắc mắc lắm nha. Không, nó cũng rẻ thôi, nó tầm khoảng 12 triệu thôi em. 12 triệu, rồi dứt liền anh chị ơi. Cái số điện thoại anh số mấy? 0919 0919 43 33 35. Rồi, chưa gì thấy em hỏi thăm cho bà con mình ai thích chơi mà cây này nếu mà nó thần chậu trồng cũng cỡ 15 năm ở trong chậu rồi đó, nhưng mà cái giá trị nó là cái chỗ là qua thời gian thôi. 15 năm hả anh? Cỡ 15 năm. Nhưng mà theo em cây này hiếm lắm nha các bạn. Đấy. Đây cả nhà mình cùng xem cây này khá là hiếm á. Tại vì thường nó, mấy cây vú sữa mà nó phải bự chứ cây nó có đế. Nó có đế, nó có nhìn dáng nhìn rất là đẹp và tai chi của nó rất là chuẩn. Chơi bonsai cây này luôn. Anh làm cây này 15 năm rồi hả? Cái cây này nếu nó nằm chậu á 15 năm nhưng mà về vườn anh khoảng 5 năm thôi à. Giờ anh bán cây này có tiếc không? Thì cây phải chia sẻ chứ mình đâu thể nào mình giữ mình chơi hoài được. Như em mà có cây này chứ em giữ chơi hoài quá anh chị ơi. Cái vú sữa thấy với cây khế là phong thủy tốt, thấy vườn nào cũng có hết trơn anh. Thì đa số kia nợ giờ cộng đồng hay chơi những cây ăn trái. Cây ăn trái có dáng có thế sẽ sửa bonsai nó rất ăn là đẹp. Ăn khế chả vàng mà không anh, ăn khế chả vàng. Còn cây gì đây anh, lộc bừng hay gì đây? Không, đó là cây sung. Cây sung. Vừa rồi mới vừa lặt trái nó hết, còn những cái cùi trái nó thôi. Cây sung bonsai bẻ chi này là gọi là cái gì đây anh? Cái này là ra là năm mâm á. Năm mâm có nghĩa là sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử ha. Còn cái dạng như mà bẻ tam can ngũ thường là sao anh? Cái đó là mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy ở đằng sau mình cũng có. Có luôn. Có luôn. Đây anh chị ở trên đã thấy bẻ tay cành gì chưa? Cái gốc này là gốc mai xù. Mà mình kia nó ghép cái dòng hoa mà tứ lông á. Hoa bốn lông không anh? Bốn lông. Cái cánh của nó cúc bốn lông của miền Trung, của Phú Yên á. Ở đây vườn của mình anh, mình chơi bao nhiêu giống anh? Nó thì tầm khoảng 4 giống thôi. 4 giống là chủ đạo á. Giảo Thủ Đức, bốn lông. Rồi chủ đạo nhất là siêu bông Sài Gòn. Rồi có cái này, cây này là cây mai xoắn nè. Cây khế này đẹp quá nè anh. Cây mai xoắn nè. Cây mai xoắn này thì nó rất là già, rất là lâu năm rồi. Ồ, có bông luôn nè anh chị. Bữa trưa nó hơi nắng nên nó bông nó hơi bị héo. Chứ buổi sáng bông nó rất là đẹp. Bông này là nở được mấy ngày rồi anh? Nó cũng cỡ 2 ngày rồi. Nở tượng qua nay rồi cho nên bông nó cũng muốn tàn. Là kép nè anh chị. Bự bằng gần nó hai ngón tay cái ha. Nó cỡ 7 năm rồi, ghép cỡ 7 năm rồi. Thấy bông cây này bự cũng cỡ Thủ Đức ha anh. Cái nó cũng là giảo đó, nhưng mà giảo xoắn. Nhưng mà cái này được cái nó ghép vô gốc tứ quý mà nó già mùa thì bông nó rất là đẹp. Hồi trước em đi chợ ở dưới Tiền Giang á là cũng có thấy một cây dẫu sắn này, nhưng mà cây đó nhỏ hơn cây này. Rồi cái bông nó cũng không có bự bằng cây này đâu. Cây này mình được ông anh chia sẻ lại. Rồi chơi đủ thứ luôn. Trang hoàng hả anh? Còn này nói chung cái nào đẹp thì mình cứ chơi thôi. Cái trang nó giá trị nó sao anh? Hồi lúc trước thì nó rất là cao, nhưng mà gần đây kia nữa thì nó không có được chuộng nữa.
trang đỏ với trang vàng là cái trang nào mắc hơn anh? Nó tùy theo cây thôi em. Cái cây thí dụ như mà khi mà nó dáng thế nó đẹp thì nó sẽ giá trị nó tăng lên thôi. Ở đây nhiều cây hàng hàng độc quá à, bà con ơi. À, cái gốc này hàng khủng luôn nè. Vú sữa. Chơi bonsai đại. Vú sữa. Cây hàng chỗ này cũng anh cũng là sưu tầm luôn ha. Đúng rồi. Cây này giờ được có lâu chưa anh? Về vườn mình cũng cỡ 5 năm rồi. 5 năm rồi. Ồ vậy là anh chị nào muốn sưu tầm mấy cây công trình là chạy vô đây ha. À, ở đây vú thì sữa. Đa dạng cây lắm. Ấy, cây này cái gì nhiều quá. À cây mặn, cây mặn nhưng mà dáng của nó là dáng bay. Mình đang trong quá trình mình dưỡng chi cành nó đang sửa. Trời ơi, chưa cây... gì chưa tới những cây mai mà thấy những cây này thấy cuốn hút rồi. Anh chị còn cây bên này anh? À, cái cây sung hình chữ S á. Cây sung hình chữ S nè, Việt Nam ha. À, biểu tượng của Việt Nam, cái mặt chính của nó bên kia kìa. Cái này là mặt phụ. Vậy những cây độc không à? Độc bên này ha. À, qua đây nè. Nó bị hơi dướng cái cây chuối nè. À. Này mới đúng luôn, đúng hình luôn này ha. Đó, hình chữ S. À. Còn cây bên này anh quấn gì đây? À, cái này là cây bông hoa giấy. Hoa thì giấy. Mấy cây này mới vừa về vườn thôi, nó tầm khoảng từng 5 tháng thôi. Mấy cây bên này cũng gì là vậy luôn ha anh? Đúng rồi, nó mới vừa về vườn. Mình phải quấn vậy hết đó hả? À, đó, đa số là mình quấn để giữ cái hơi nước của cái thân cây nó tiết ra đó. Tại khi nắng cái cây nó sẽ tót mồ hôi. Mà mình quấn như vậy nó sẽ giữ lại cái lượng nước, nó làm cho không khô da của cái cây. Dạ. Rồi ở phía này, đây anh dẫn em với cả nhà mình đi tham quan vườn mai của mình nha. À, xuống tới đây là cái vườn hoa mai mình là siêu bông, chuyên về siêu bông. Này có cây tứ quý đẹp quá nè. Có được 5 cây tứ quý, 5 cây như một. 5 cây như một hả anh? À. Đây một cây, đâu đó nè anh? Nè, kế tiếp luôn em. Nguyên vàng luôn hả? À, nguyên vàng luôn. Rồi, nguyên vàng tứ quý tàn dinh luôn nè anh chị. Quá đẹp luôn ha. Em đứng đây em quay nè, anh giang tay ra cho mà khán giả xem cái cây nó to cỡ nào. Cây này tàn ngang của nó là khoảng 3,5 m anh chị. À. À, 3,5 m á. Chiều cao của nó tầm khoảng 2m3 cho tới 2,5 m. Được 5 cây. 5 cây để sơ sơ coi cho bà con xem thử nha. Ở vườn mai Thanh Phạm anh chị mình đánh giá nha. Ồ, thấy 5 cây này tàn bằng nhau á anh. À, 5, nhau ha. 5 cây như một em mà nó có cái nó thừng chậu được khoảng hơn 30 năm trong chậu rồi. Trời ơi. Những cây này là được những người lớn ta chia sẻ lại thôi, mình thừa hưởng sau này thôi. Chứ không phải là mình tạo đó. Nhưng mà mấy cây này Tết đâu có ai anh chân đâu có chân ra ngoài công viên nữa hả? Không không, cái này mình để nhà. Để nhà ở vườn thôi. À, để vườn. Rồi mình qua khúc bên này rồi, mai, cho anh chị mình cùng thưởng lãm những cây mai mai cả nhà qua đây xem vườn siêu bông Sài Gòn. Ở bên này cây năm cánh nè. À, cái này là mai đất, nó là mai zin, nó mai đất đó. Em mà khoái mấy cây năm cánh nha, mà mấy năm cánh mà cánh tròn với mai chùm á. Đây nãy em hỏi cái cây hình thú nè. Ủa, khoan, cái cây này cây gì đây anh? À, nó là hoa giấy mà nó là mình đang trong quá trình chỉnh sửa nó đó. Trời, có màu đới nè. Hoa giấy dán lông. Giấy Mỹ. Giấy Mỹ dán lông. À. Trời độc quá. À, con thú đây ha. À, em nãy em hỏi con thú này. Con thú đúng đây. Rồi. Đây con thú nè. Hôm bữa trước em có quay cho anh chị xem một cái vườn ở Thủ Đức. Cũng có con thú nhưng mà hình như là nhỏ hơn cây này. Cái này là tứ quý zin ghép siêu bông Sài Gòn. Tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn. Ừ, nó được khoảng ghép nó là anh chị. Nó được khoảng 5 năm rồi đó. 5 năm mà nó bự vậy đó ha. À. 5 năm. Cây này thì nó đã hoàn chỉnh hết rồi nhưng mà tới mùa này thì mình đang tạo cái phơm tàn đó đó cho nên. Ủa, mình này 150 là đứng đầu làm sao anh? À, cái đó là cái con số của cây thôi. Trời ơi, coi cái bông của nó nè, siêu bông Sài Gòn nè. Đó, 4 ngón tay của em là 7 xăng đó anh chị. Là bự hơn 4 ngón tay của em ha. À, tầm khoảng 7, gần 7-8 xăng. Bông gió nè, bữa nay bông quá trời luôn anh chị ơi. Hình như vườn này thời điểm giờ cũng ra bông hả anh? Không phải em, tại vừa rồi á, anh mới vừa kia nọ, cả tháng 5 á, anh mới vừa vô phân. Rồi gặp cái thời tiết nó kia nọ, nắng quá rồi mưa xuống này nè. Rồi nó bị ảnh hưởng rồi có một số nó... ra hoa
Nhưng mà cái lý do chính của nó là kia nó mình kia nó cái thời tiết rồi phân mình kia nó vừa vào cái cây nó sung, nó đang đi đọt, em thấy không? Dạ. Nó đang ra đọt rất là tốt. Thì đây, khi nó đụng vô cái thời tiết kia nó đang ra đọt mà có những cái nụ nó lớn nó tức á nên nó nở, nhưng mà cái này cái cây thì nó rất là chiều. Rồi với một phần nữa là do mình vô kẽm nè, Tết á mình tạo cái phơm tàn á. Dạ. Đó mình vô kẽm để cho nó giữ lại cái phơm tàn nó đẹp. Thì khi mình tạo cái phơm tàn á mình sửa cái cây thì ảnh hưởng nó vô cái xương cành nè. Thì nó tức, nó nở hoa. Nhưng mà cái này một lượng nhỏ thôi, nó không ảnh hưởng gì hết. Đây chị xem dàn lá siêu bông Sài Gòn ở vườn mai Thanh Phạm nè. Anh chị mình thử đánh giá như thế nào nha. À, trời ơi. Vừa rồi anh đi phân á, nó ra được cái tược non, nhưng mà nó bị cái thời tiết nắng quá, cái mưa đột ngột, cái nó tức, nó nở. À, mình thử dạo dạo cái dàn đầu tiên nha cả nhà. À, anh chị mình cho cái đánh giá về dàn lá ở vườn mai Thanh Phạm nha. Ồ, hello, chào anh Phong nha. À, chào bà con. Dạ, đang sửa kẽm hả anh? À, đang sửa kẽm tạo kém cho nó phơm tàn nó đẹp. Cây này chắc phải làm cả nửa ngày không anh? Không, phải 2 ngày. Ủa dữ dữ vậy? 2 ngày luôn anh chị ơi. Cái cây, một cây ở đây là cái phong tàn ngang nó cũng tầm khoảng cỡ hơn 2,5 m á, chiều cao của nó cũng được cỡ 1,9 m á. Em quay đi anh, đưa cái tay cho khán giả xem thử. Đây. À chị. À, ô cây này hoành cỡ được nó cỡ 80. 80 ha. À cỡ 80. Hoành không chị? À cỡ 80. Nhưng mà nó là dạng vô gớt vô bonsai đại rồi. À. Mấy cây bonsai đại này cỡ cỡ quá trời luôn. Em chị ơi. Cái cây đó hoành cỡ 1 m á. Dữ vậy ha anh? Ừ. Cây đó hoành nó cỡ 1 m á. Chú Sáu Bình Dương coi chừng chú Sáu Bình Dương cũng chảy nước miếng. Ủa, không cái này là sản phẩm của chú Sáu Bình Dương á, mấy năm về trước chia sẻ lại cho anh đó chứ. À vậy hả? Ừ, siêu bông Sài Gòn này là hồi xưa chú Sáu Bình Dương chia sẻ lại cho anh á mấy năm về trước rồi. Vậy là mấy cái này là sản phẩm của chú Sáu Bình Dương chia sẻ lại cho anh. Đúng rồi, nguồn gốc là từ chú Sáu Bình Dương á em. Vậy bữa nay để chiều em qua chú Sáu Bình Dương em coi thử tình hình mai chú Sáu Bình Dương so với vườn mai anh Thanh Phạm như thế nào nha anh chị. Mình đón xem, mình cho nhận xét nha. Mấy cây này cũng chắc thấy già mồ quá anh. Nó anh chia sẻ chú Sáu từ hồi này năm nào anh? Chú Sáu thì chia sẻ lại anh khoảng 4 năm nay thôi, nhưng mà cái này chú Sáu đã ghép trước đó cỡ 2 năm rồi, là cái những này nó đã 6 năm rồi. À. Trời ơi, tàn gốc khủng không anh chị ơi. À, vườn này chắc quay cả ngày không hết luôn á. Dạo dạo sơ sơ cho anh chị xem nha. À, tàn gốc bự thôi mà. Đây, cái dàn lá ở vườn mai Thanh Phạm nè anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Vừa rồi anh mới đi phân, cái dàn lá nó mới vừa phúng ra em thấy không? Nhưng mà có cái nó một mớ nó sẽ bị tức. Tại mình đi phân á, cái rồi nó đụng cái nắng quá rồi cái mưa bất chợt cái buổi trưa đó nó tức nó nở một số. Có cây nở có cây không. Từ đầu năm tới giờ vườn mình đi phân được mấy đợt rồi anh? Anh đi đợt rồi em. Tại vì đầu năm vô đa số là anh sử dụng cái dưỡng rễ không à. Rồi mới vừa rồi là anh đi phân cho nó hồi tháng 5 á. Đó là từ đầu năm cho tới tháng 5 là anh chỉ dưỡng rễ thôi chứ anh không có đi phân. Rồi từ tháng 5 tới nay. À, bữa tháng 5 anh có đi á, là đạm nó nhiều, kali thì cái nọ thì ít thôi. Đó là mình cho nó chạy đọt không anh? À, nó chạy đọt. Ừ. Mùa này nó cho chạy đọt rồi xong rồi chắc cho nó bắt đầu kia nọ nó tạo nụ. Bắt đầu đọt nó mạnh rồi bắt đầu cho nó tạo nụ. Đây em quay thử một cái nhánh mà anh Phong đang sửa cho anh chị mình đánh giá nha. À, cái tàn nó chạy ghê không? Rồi từ tháng 5 cho tới nay là anh thúc đọt cho nó đạm nhiều hả anh? À, đạm nhiều. Rồi khi nào mình ngưng anh? À, nếu mà giờ kia nọ tới Tết thì kia nọ khi mà nó tạo nút cái là bắt đầu cỡ tháng 9 là anh ngưng, anh không có cho đạm nữa. À, là mình bắt đầu thời điểm như hình như em nghe nói là
tháng 7, tháng 8 là bắt đầu thời gian mà quan trọng nhất phải không? Anh Tư Phong là kỹ thuật chính của vườn này đó. Ảnh là kia nữa là kỹ thuật chính của vườn á. Chào anh Phong nha. Ảnh là bà con. Ảnh là sống với mà ăn ở với cây mai ở đây luôn đó. Dữ vậy ta. À, quay cận cảnh cho anh chị xem ảnh uống nè. Đây mình xài kẽm 3 ly 2 ly rưỡi nè. Này là mình bữa hổm mình sửa lúc tháng 5. Mà giờ nó chạy ra thêm một khúc nữa mình phải nấu thêm. Chứ ở trong lọc xài khoảng 3 ly rưỡi. 3 rưỡi 4 ly không á. Như một cây tàn cỡ này là giờ là mình fit tàn nó luôn hay là anh có cho nó đi nữa không? Ông nói kẽm đợt này nó là sẽ con cho nó liền luôn, không có cho nó chạy nữa. À, là cái phong của mình là phong chơi Tết luôn ha. Đúng rồi, đúng rồi. À, phong này em thấy nó tầm khoảng cỡ 1m, 2m, 2m, 2m6 trở lên anh chị, 2m6, 2m8. À, còn chiều cao cây này tầm khoảng cỡ gần 2m. Và Tết là mình đưa phong cỡ này ra nè. Hèn chi hồi Tết năm ngoái đó anh. Yeah. Qua anh thấy toàn mấy cây tàn lớn không à. Nó mà được cái bộ tàn này cũng rất là nhiều năm rồi. Tại mỗi năm cứ gây duyên cái mình chơi xong mình sẽ con tàn nó vô. Rồi bắt đầu cỡ tháng này bắt đầu mình mới sửa cái phơm nó lại nè. Dạ. Nè cái dấu cắt của hôm Tết này còn nè. Vừa qua duyên mình cắt chỗ này. Và mình nuôi nó từ hôm Tết tới giờ nó ra được khoảng bao nhiêu đây. Oh. Nó ra tới đây nhưng mình sửa kẽm nó sẽ kia nó thụt và lại. Nó ra tầm cỡ này. Vậy là bây giờ em phải nói chung là em xin lỗi khán giả nha, xin lỗi cả nhà từ đầu năm tới giờ mà bị thiếu sót là thiếu sót và vô quay cái vườn này anh chị ơi, thiếu sót quá nay khắc phục cho anh chị là em sẽ quay nhiều hơn về vườn mai Thanh Phạm nha, siêu bông Sài Gòn nữa nè anh chị. Đó. Lý do sao mà anh chọn cái siêu bông Sài Gòn này là cái chủ lực ở vườn mình vậy anh Thanh ơi? Tại hồi đó anh qua bên chú Sáu thì khi mà anh thấy chú Sáu chọn cái giống này và khi mà nó nở anh thấy nó rất là đạt. Và khi Tết mình cái giống mai này nó cũng rất là dễ để chăm sóc trong năm, và khi Tết nó thời tiết có nghịch đi nữa mình nó vẫn có hoa rất là đẹp. Chứ không phải như những cái giống khác là nhiều khi thời tiết nó khí hậu nó không có được thuận á, rồi nhiều khi nó bị nín, nó nở không có đều. À. Cho nên anh thấy cái giống mai này nó rất là dễ chăm, cho nên anh mới chọn cái giống này là chủ lực của vườn. Hồi trước em nghe ở vườn mai Phương Bình, anh Phương có chia sẻ là một cái lý do nữa mà ảnh khoái cái siêu bông Sài Gòn là Tết là cái bông nó đi trước, đọc nó đi sau hay sao, lá nó đi sau hay sao anh? Ít lá không biết phải vậy không anh? Không, tại vì có cái này là cũng chia sẻ thật. Một cái siêu bông Sài Gòn này là một năm nó nở kia nở tới mấy đợt lận. Nhưng mà nó nở thì nở, nhưng mà khi cái nó đóng lại cái nút của nó còn rất là nhiều nút với nụ nó rất là nhiều. Cho nên hồi xưa lúc mà mới sử dụng nó, mới biết về nó đó cũng rất là sợ. Tại vì khi cái tầm tháng này nó nở nè, nó nở lẹt xẹt rồi tới tháng mà 11 nó vẫn nở một phần nữa. Nhưng mà Tết nó cây nào cây nấy là nút nó chí nụ nó là xanh ôm hết, cho nên nhiều năm rồi mình cũng không có ngại nữa. Và mình rất thích nó cái chỗ là kia nọ là thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào nó vẫn kia nọ là lên đều hết, lên xanh cây hết. À, thằng này giống như là nó hợp với nhiều loại thời tiết ha. À, khí hậu thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào đi nữa nó vẫn kia nọ nó nở rất là đẹp. Nó không phải giống như những cái giống khác mà con ơi. Mày giống như trái banh nhưng mà trái này. Cây này cũng giống cây 1 tỷ thu nhỏ ở vườn chú Sáu nè. Nay trời sắp mưa rồi nhưng mà tranh thủ quay khúc dưới cho bà con xem sơ sơ cái nè anh chị. Đây, anh Thanh ơi. À. Trời ơi chuẩn bị mưa rồi. Bà con ơi. Thôi, chắc... Từ từ anh khoan cắt. Cho bà con xem chút rồi. Đó, cho anh chị xem chút rồi em vô núp mưa nha. À. Quá trời. Ôi, chắc mưa quá rồi. Xin phép chào từ từ lên anh. Gì để quay sau. Đi từ vô mình núp mưa á anh. À, mưa quá rồi em. Nay một vườn mai rất là lâu đời nhưng mà em rất có lỗi với cả nhà là bữa nay mới quay vườn này nha. Tí xíu nữa. Đó, đợi ngớt mưa xíu nữa em sẽ quay tiếp một cái chủ đề mới cho bà con xem cách chăm sóc mai.
ở vườn mai Thanh Phạm như thế nào nha anh chị? Đó, vô đây có mái che nè, đi mà đó. Cây này mình đem vô đây chuẩn bị sửa hả anh? À, cây đó bắt đầu chuẩn bị sửa đó em, đem vô trong nhà để nó đỡ nắng á, mà anh em làm cho nó đỡ nắng á. Dạ. Ở trong đây có cái nhà để mà mình sửa cây kiểng. Nãy em quay ở ngoài là những cái cây đó nó đã vô kẽm rồi, còn ở đây là những cây nó chưa vô kẽm nè. Em coi nè, cái dấu cắt của cái đầu năm nè, khi mình chơi xong cái dấu cắt nó tới đây nè, đây dấu cắt nó đây. Dạ. Và khi mình nuôi từ hồi hôm Tết giờ nó ra được cái khoảng tầm 60-70 á. 60-70. Và giờ bắt đầu mình vô kẽm, mình sẽ sửa để giữ cái phơm dán nó lại. Rồi, siêu bông Sài Gòn nè chị. Đó. Vườn này quá trời quá đất luôn. Nhưng mà mấy cây công trình Tết đâu thấy anh trưng ở ngoài kia đâu không ta? Không không, ở tại vườn không à. Rồi thôi, bây giờ đang mưa quá, anh chị mình thông cảm tí xíu nữa, em sẽ trở lại clip mới cho bà con mình cùng xem ha. Ở tham quan tiếp vườn mai Thanh Phạm ở quận 12 như thế nào nha anh chị. Rồi tới đây mình tạm kết thúc clip này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo nha. Xin chào cô chú, chào anh chị yêu mai vàng cả nước nha. Dạ. Rồi, xin chào. Rồi, cảm ơn anh Thanh nha. Rồi, chào em.